để em giới thiệu cho nó vô đề. Vâng, thưa quý vị, mặc dù là thời gian rất hạn chế, hơi trễ, tuy nhiên thì tình thương mến thương nó vẫn còn lưu động rất là nhiều. Do vậy thì ở đây Lý Tương Chí Trinh xin trân trọng kính giới thiệu ca sĩ Châu Thanh sẽ nghệ sĩ Châu Thanh sẽ gửi đến quý vị mình qua một đoạn sấm thi của Đức Thầy với bài Tình Yêu Nhân Loại. Mời quý vị cho chàng có bài. Ta có tình yêu rất đậm nồng, yêu đời yêu lòng cả non sông. Tình yêu chan chứa trên hoàng vũ, không thể yêu riêng khắp má hồng. Nếu khắp má hồng muốn được yêu thì trong tâm trí hãy xoay chiều hướng về phụng sự cho nhân loại, sẽ gặp tình ta trong khối yêu. Ta đã đam một khối tình dường như thể hài dơ mình. Tình yêu mà chẳng riêng ai cả, yêu khắp muôn loài lẫn chung sanh. Châu Thanh rất là thấy mấy em mình sao làm cái công việc mà dễ thương quá. Thế nên thì Châu Thanh thì cái người nghệ sĩ mà lúc nào nó cũng có cái tâm hồn mà nhạy cảm, rồi cái cảm quý cái tấm lòng của hai em á. Nên anh Thanh viết là quán con không đồng bằng cả tấm lòng, vợ chồng thành hậu vừa mới khai trương. Quán con tình thương, trợ khách bốn phương, ai mà lỡ đường mời ghé vào đây. Nhưng bây giờ mình định là có cái làm nhạc cho đây, nhưng ví dụ thôi vừa ca vừa đờn tan 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 tan. Qua quán con không đồng tí đi tí tí bằng ca tấm lòng tì 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 vợ trong thành hầu chưa mới khai trương ta ra 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 quán con tình thương giờ khắc bóng thường ai mà lỡ đường mời ghé vào đây mời ghé vào đây. Quán con không đồng bằng ca tấm lòng vợ trong thành hầu chưa mới khai trương tì 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 quán con tình thương trở thành bốn phương ai mà lỡ được mời ghé vào đây mời ghé vào đây. Quá con không đồng kính mời xin ghé vào đây. Thì cũng cảm động. Dạ, nam mô là Phật. Dạ, kính thưa cô Tư, ngày hôm nay hội đủ duyên lành cùng với cô Tư phát quà tại am của cô Lý và bà con nghèo. Thì nãy giờ ngồi trò chuyện với cô Tư thì cũng được biết một cái bài thuốc trị sỏi thận rất là hay mà cô Tư đã từng thấy bà con mình uống hết chưa cô Tư? Nhiều lắm đó đây ơi. Vậy hả? Kết quả hết chưa? Kết quả cao ha. Dạ, bây giờ cô Tư có thể chia sẻ cho nó kỹ về cái chi tiết của cái nhiên liệu như thế nào và uống ra sao. Cô Tư có thể chỉ cho bà con mình hướng dẫn nha.
cũng như tôi cũng Tướng Dũng hỏi thì tôi cũng thật lòng để nói ngay, cái bài thuốc này thì cũng cách đây khoảng chừng 2 năm rồi đó. Tôi cũng chỉ rất là nhiều người nó kết quả hết trơn. Cũng như trước khi mình muốn uống thuốc này là mình phải đi siêu âm trước, siêu âm coi thử coi mình được bao nhiêu ly, rồi về bắt đầu mình mới đâm đơn giản 2 lá lốt về cái mình dò. Thì uống nhiều uống ít tùy mình, nhưng mà mình thấy cảm thấy uống hơi kẹo kẹo là nó tốt. Uống đi, uống liên tục là lá lốt, mình đâm cho nhuyễn, cái bắt đầu mình để dừa tươi vô, cái mình trộn, mình lược, lược cho sạch, cái mình vô trong chai, đơn giản thôi. Giờ mình uống cứ ngày sáng một chai, chiều một chai cũng được, còn nếu mình gấp á, thì sáng một chai, trưa một chai, chiều một chai, là chẳng hạn như chai nước suối hay là chai gì đó, bất cứ nhỏ nhỏ gì đó, là uống 3 ngày, quý vị nên ngưng đi, ngưng 3 ngày. Cái bắt đầu mình thấy ổn định, quất thêm 3 ngày nữa. Dạ, cũng là lá lốt với nước dừa. Cũng cái đó. Nhưng mà nước dừa là các loại nước dừa. Nước dừa gì cũng được. Dạ. Mình muốn uống nhiều thì mình để nhiều, còn mình muốn uống ít thì mình để ít. Dạ. Đó, rồi cứ uống 3 ngày là ngưng 3 ngày. Dạ. Rồi mình cảm thấy mà mình muốn cho xác định là cho nó kết quả thì mình quất thêm 3 ngày nữa. Dạ. Là 3 lần 9 ngày. Dạ. Nhưng mà mình cũng phải cách khoảng nha. Dạ. Cách khoảng 3 ngày. Xong xuôi rồi quý vị khoan hãy đi siêu âm. Khoảng chừng 5-10 ngày sau hãy đi siêu âm. Yeah. Rồi là coi như là không còn cái gì hết. Nếu mà mình muốn kết quả nữa đó, mình theo tôi á, là tôi chỉ hồi đó giờ là 5 ngày ta đi lại, ta đi siêu âm. Nhưng bây giờ mình muốn kết quả nhiều là 10 ngày hãy siêu âm. Yeah. Rồi là bác sĩ cho biết là không còn một miếng gì hết. Yeah. Bác sĩ còn nói nữa đó, bác sĩ An ở nhà bàn đó, bệnh viện nhà bàn đó. Yeah. Bà mới nói, ông mới nói vậy nè, công nhận nha, không biết hay thiệt. Bây giờ kiếm một chút xíu cũng không còn. Là coi như là từ hồi mấy năm nay là biết bao nhiêu rồi đó. Sỏi đá, sỏi gì cũng hết. 17-18 ly. Uống có 2-3 lần. Vậy hả? Là đi lên chợ, ổng nói sao mà tài tình đó. Bây giờ chích bác sĩ An mà còn là tiên truyền cái bài thuốc này đó. Bất ngờ luôn á. Nó đơn giản, nó không tốn tiền mà nó kết quả. Lá lốt với dừa tươi mình ha. Nhưng mà cách khoảng chứ đi uống liên tục là nó quậy cái bao tử. Nó. Nhưng mà mình uống chắc trước khi ăn sáng hay là sau khi ăn sáng? Mình muốn uống giờ nào mình uống. Vậy hả? Mình muốn uống sao cũng được. Dạ. Ăn rồi uống là làm sao cũng được hết. Dạ. Nhưng mà với điều kiện là mình phải cách khoảng nó như vậy đó. Cách khoảng vậy ha, 3 ngày uống 3 ngày nghỉ. Dạ. 3 ngày uống 3 ngày nghỉ. Rồi thí dụ bây giờ mình muốn cho sỏi mình mà sỏi cứng đó. Dạ. Là mình uống 3 lần như vậy đó, lần 3 ngày. Còn sỏi mà sỏi bùn đó, uống 2 lần à. Nhưng mà mình cũng phải để tạm một thời gian khoảng 5-10 ngày. Rồi mình hãy đi siêu âm. Cho nó biết kết quả. Chỉ luôn, để cho làm ta làm phước. Dạ, cô ba. Cái này chỉ sợ.